Ngày 18 tháng 10, ông Đặng Hoàng Lam, Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Bến Tre, cho biết đơn vị vừa có dự báo về đợt chiều cường từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 10. Theo đó, đợt chiều cường này cao hơn mức báo động 3 từ 4cm, 18cm, tùy khu vực. Do đó, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Bến Tre đã đưa ra khuyến nghị với các địa phương và người dân cần chủ động có các phương án để ứng phó. Đặc biệt tại Bến Tre, một số khu vực như huyện Chợ Lách, huyện Châu Thành, huyện Mỏ Cày Bắc, huyện Mỏ Cày Nam, huyện Rồng Trôm và thành phố Bến Tre và các khu vực trũng thấp khác, khu vực đê bao yếu, ngoài đê bao, khu vực các cồn, cù lao, vùng ven sông rạch, ven biển, cần có kế hoạch bảo vệ, gia cố hệ thống đê bao, kê cao đồ đạc và vật dụng, chủ động đối phó với tình hình ngập úng, sạt lở do chiều cường. Để ứng phó với đợt chiều cường này, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho, huyện Châu Thành, huyện Cai Lậy và thị xã Cai Lậy chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban Nhân dân các xã, phường trong khu vực thông tin đến người dân được biết để chủ động trong sản xuất và ứng phó chiều cường, đặc biệt là những vùng trũng thấp phía bên ngoài cống Bảo Định.